chú ruột của Hồ Minh Trâm yêu cầu ca khúc Thương Tình Cuối Mùa Thu. Mặc dù hôm nay là cuối mùa xuân đầu mùa hè, nhưng mà một ca khúc rất là nổi tiếng. Và sau cái bài yêu cầu này, Lâm Nhàn sẽ nhờ ban nhạc hai bài. Một bài mi, em nhớ là Mi Thứ anh Nhàn rồi nha. Một bài là Mi Thứ, bài Đô Thứ nha, anh Nhàn rồi. Còn bài này là theo cầu của một người chú ruột của em Hồ Bích Trâm. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, chỉ còn chúng ta cùng tình yêu của Hồ Bích Trâm và Huỳnh Quảng Trọng ở lại với tất cả chúng ta. Vỗ tay. Bây giờ mở tủ khoe áo nè, hát bài tủ, quý vị nghe bài tủ không? Vỗ tay cho to nghe bài tủ nè. Thư Tình Cuối Mùa Thu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Cảm ơn quý vị. Yêu cầu là nhớ tặng hoa cho em à. Vỗ tay chưa to nè, vỗ tay nhỏ xíu nè. Lớn nè. Không, cũng lớn thì vỗ tay anh vậy cho. Nhảy rung ba nha, nhảy rung ba nè. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng làng. Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em. Ca khúc này, một ca khúc rất là dễ thương,
của Phan Văn Điểu, Tổ Thơ Xuân Quỳnh. Thư tình cuối mùa thu. Rồi bây giờ mà mình mới bắt nhạc nè, mà một tí là coi như phải ra đông đông nha. Bài đó, có một cái bích là bài Đinh Thuận nó thuộc á, nhau đắt dùng em hơn. Thuộc cái bài luôn. Thuộc cái phương giúp mình thuộc bài này. À, bác nhạc cho anh xin Mi Tứ. Mi Tứ nha. Thuộc để hát với Lâm Nhật, còn lên đây nhảy với Lâm Nhật. Em như tia nắng mặt trời của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Yeah. Yeah. Dùng đây lên lên rồi cả nhà. À, đi qua ở đây. Ông Tuấn hát cho mắt bài này ra ngay, hát cho mắt. Chuyện nghe sao suy tưng tưng, hơi đêm thâu trăng đồng hành. Ôi chim ta càng tìm thấy yêu đời, đời em mang nước mắt mẹ ai. Em như muôn ngàn tia nắng mắt trời, sống phai tan tâm hồn yêu. Thấy ban nhạc đánh hay không?
không có tập, không có ráp gì hết, anh chỉ báo cái tâm thôi. Ban nhạc anh hú hồn, một đám có tay đừng lớn cho ban nhạc. Cảm ơn em. Âm thanh này không quý vị? Quá hay. Một tràng vỗ tay thật to cho âm thanh và ánh sáng rất đẹp. Âm thanh rất hay. Nhảy cha 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 thì âm thanh gì? Tiếng Mỹ. Âm thanh ánh sáng tiếng Mỹ. 283 Nguyễn Khiêm, thị xã Đức Phổ, điện thoại 0983995720. Quảng cáo quá gì. Nhảy cha 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 đi, nhảy cha cha cha. Nhảy cha 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 nha. Rồi. Yêu cầu các nghệ sĩ ra nhảy cha 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 đây nè. Hiểu đâu rồi. Cha 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 đánh nảy nha, cha cha đánh về đánh hào hoa lên. Đánh thật là hào hoa, thật là dễ thương, thật là nghệ sĩ luôn. Đánh nảy nảy này cho băng cho các nghệ sĩ đi nhảy cha cha cha. Và ai nhảy cha cha cha? Chị Dung mà nhảy cha cha đẹp lắm. Thôi đi bà. Chị Dung Hà đi qua nè, hùng thuận tất cả các nghệ sĩ đây nhảy cha 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 Long Nhật. Long Nhật nói luôn là bài này không hợp với đám cưới đâu nha. Bài này nó không hợp với đám cưới, nhưng mà khuya rồi mình hát An Giang bài này cho nhảy cha cha cho vui. Kính mời quý vị cùng nghe những tâm hồn cô đơn của nhạc sĩ Anh Bằng. Cài chặt chè nước. Nhanh chậm quá chậm quá.
tiếng gió chuyển đời tâm linh à, làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết hồn tôi sợ lo tình yêu vô cái. Ăn xong rồi về nghỉ ngơi, sáng mai mặc đồ bếp đẹp còn đi làm đám cưới.